nay sơn tường đang trở thành một trong những biện pháp làm đẹp sống động cho ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, ở dưới những gam màu ấn tượng ấy là những tác hại khôn lường đến sức khỏe của chính con người chúng ta, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với sơn và trẻ em. Tiếp theo chuyên mục chất lượng không khí trong tòa nhà, hôm nay tôi xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn về tác hại của sơn đối với môi trường sống. Hít phải mùi sơn có thể làm bệnh hen và xoang thêm trầm trọng, bởi vì các dung môi được hấp thụ vào phổi sẽ vào máu và có thể gây đau đầu, chóng mặt. Nếu ở quá lâu trong một căn phòng vừa sơn không có thông gió thì có thể gây mất trí nhớ trong giây lát. Tổ chức Y tế Thế giới cũng bày tỏ sự lo ngại về những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của sự phát tán hơi sơn. Sơn bám trên da cũng dẫn tới nguy cơ dị ứng, phát ban. Chúng ta có thể bị nhiễm độc khi sống trong một ngôi nhà được sơn bằng sơn sử dụng chì và thủy ngân, một mảng tường bị bong, một món đồ chơi của trẻ nhỏ, nguồn nước uống hay đơn thuần chỉ là một lớp bụi trong nhà cũng tiềm ẩn một nguy cơ nhiễm chì và thủy ngân từ sơn. Và đối tượng dễ bị nhiễm độc nhất trong gia đình lại chính là trẻ em, vì trẻ sẽ hít phải bụi, đút tay hoặc bất kỳ một thứ gì nhặt được vào miệng mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nhiễm độc chì và thủy ngân gây tác hại nghiêm trọng hơn ở trẻ em vì hệ thần kinh của trẻ em nhạy cảm hơn. Chúng gây ảnh hưởng đến não, hệ thần kinh, khả năng tiếp thu và sự phát triển của trẻ nhỏ. Các chuyên gia cho biết hiện ở Việt Nam chưa có đánh giá tác động của sơn tường tới môi trường và ảnh hưởng của nó tới sức khỏe của con người. Song người sử dụng có thể yên tâm bởi các hãng sản xuất sơn đều có những đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các biện pháp giảm thiểu tác hại của sơn tường một cách hiệu quả nhất. Chọn và dùng các loại sơn cho cả nội thất và ngoại thất, không sử dụng chì và thủy ngân. Sơn nước ít nguy cơ hơn sơn gốc dầu vì chúng có ít độc tố và ít phát tán mùi hơn. Thứ hai, trước khi sơn cần di chuyển hoặc che phủ tất cả đồ đạc và sàn nhà, dùng đá mài đánh nhẵn phẳng và sạch các bề mặt cần sơn, cất gọn các công tắc điện rời và che kín ổ cắm trên tường. Thứ ba, sau khi sơn nên mở cửa từ 5 đến 7 ngày cho phòng nhanh khô thoáng và bay hết mùi sơn mới dọn đến ở. Rửa thật sạch bằng nước hoặc rượu trắng nếu tiếp xúc phải sơn. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ với quý vị các bạn về những biện pháp làm giảm thiểu tác hại của sơn tường đối với môi trường sống. Hy vọng rằng đấy là những thông tin hữu ích sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị các bạn. Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi.